chủ dịch. Ngoài ra, tình trạng đô thị hóa và di biến động dân số khu vực Tây Nguyên gia tăng, mạng lưới y tế còn mỏng, chưa nhiều kinh nghiệm trong phòng chống sốt xuất huyết. Kinh phí chống dịch, đặc biệt phòng chống sốt xuất huyết từ đầu năm nay của Trung ương chưa được cấp. Kinh phí các địa phương rất hạn chế nên việc đáp ứng chống dịch gặp rất nhiều khó khăn, và sự vào cuộc của chính quyền các cấp và các ban ngành đoàn thể và người dân chưa thật chủ động tích cực trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết.